Chào các bạn, trailer thứ 2 của Spider-Man No Way Home đã chính thức ra mắt vào ngày 17 tháng 11 vừa qua. Khác với cái nhìn ban đầu, rằng có vẻ như nó không có nhiều thông tin mới vì hầu như đều đã bị rò rỉ từ trước. Thế nhưng sau khi soi rất kỹ video này, thì mình đã phát hiện ra nó thực sự đã gợi mở rất nhiều sự kiện sẽ diễn ra trong phần phim này. Và ngay bây giờ, mình sẽ mổ xẻ từng khung hình để spoil cho các bạn nội dung phim nhé. Vậy nên, nếu các bạn muốn có trải nghiệm mới hoàn toàn khi ra rạp, thì hãy thực sự cân nhắc trước khi xem video này. Còn nếu không, thì chúng ta hãy bắt đầu ngay thôi nào. Trailer mở đầu với cảnh Peter thẫn thờ trong cơn mưa với khuôn mặt bần dập. Điều này chắc chắn là cậu vừa mới trải qua một trận chiến rất khó khăn và đã có những mất mát gì đó mới có thể làm cho Peter cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Các bạn hãy nhớ lấy chi tiết này vì nó rất quan trọng và mình sẽ giải thích nó ở phần sau. Tiếp theo chúng ta được quay trở lại với khung cảnh Peter và MJ đang tìm cách chạy trốn sau khi danh tính và những cáo buộc sai sự thật về cậu được phát trên màn hình lớn. Lúc này, hai người họ đứng trên đỉnh một cây cầu và bị vây quanh bởi các trực thăng. Chúng ta thấy một trong số đó có chữ WYPE. Đây là tên của một đài tin tức thành phố New York. Vậy nên các trực thăng có mặt ở đây là để đưa tin về Spider-Man, chứ không phải là cảnh sát đến bao vây cậu. Điều kỳ lạ là tại sao ngay sau khi danh tính của cậu bị bại lộ thì đã có một lượng lớn trực thăng ngay lập tức tiếp cận như vậy. Điều này chỉ có thể giải thích là việc phá hoại cuộc sống và hình tượng của Spider-Man đã được lên kế hoạch bài bản từ trước. Chúng sẽ tìm mọi cách để đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của Peter tới mức cậu không thể chịu được và phải tìm đến sự giúp đỡ của Dr. Strange. Phân cảnh này đi kèm với ba câu nói: từ lúc bị con nhện đó cắn, tớ chỉ có một tuần, có cuộc sống bình thường. Nếu nghe qua thì đây chỉ là một đoạn nói chuyện bình thường giữa MJ và Peter. Nhưng trong thực tế, đây lại là ba câu nói không liên quan. Marvel đã cố tình ghép chúng lại để chúng ta hiểu lầm. Thông tin quan trọng nhất ở đây chính là tớ chỉ có một tuần. Ý nghĩa chính xác của nó phải là Peter và Dr. Strange chỉ có một tuần kể từ khi phép thuật đó bị hỏng để sửa chữa và làm cho mọi thứ trở lại bình thường. Tiếp theo là cảnh Peter phải ôm MJ nhảy xuống khỏi cây cầu, chạy trốn vào trong hầm tàu điện ngầm. Tiếp theo, Peter đến Sanctum Sanctorum để nhờ Dr. Strange làm cho cả thế giới quên đi danh tính thật của cậu. Sau đó là cảnh phép thuật này đã xảy ra vấn đề, giống như đã thấy trong trailer đầu tiên. Thế nhưng xen giữa hai cảnh này là một cảnh Strange nói với Peter rằng: từ lúc cháu làm hỏng phép thuật, chúng ta đã bắt đầu có vài vị khách từ mọi vũ trụ. Nếu để ý kỹ thì đây chính là bộ đồ mà Peter đã mặc khi gặp Dr. Octopus trên cây cầu, khác với bộ đồ cậu mặc khi Dr. Strange làm phép. Từ đó có thể suy ra, sau khi quá trình làm phép gặp vấn đề, thì Dr. Strange vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ điều gì đã xảy ra và phải mất một vài ngày sau, ông mới gọi Peter đến để thông báo cho cậu về tình hình nghiêm trọng hiện tại. Rồi sau khi trên đường từ Sanctum trở về, cậu mới đụng độ tiến sĩ Bạch Thuộc và Green Goblin, phiên bản của William Defoe của Spider-Man 2002. Tiếp theo, chúng ta được nhìn thấy chính xác tạo hình của Green Goblin như mình đã nói ở trên và cả bộ đồ Spider-Man màu đen vàng đã bị lộ trên mạng từ lâu. Sau đó, tiến sĩ Bạch Thuộc xuất hiện và có màn tấn công áp đảo Iron Spider-Man. Rồi ông tóm được Peter trong trạng thái hở hết nội y và định ra tay kết thúc cậu. Thế nhưng Peter đã kịp chuyển phần nano trên đầu xuống ngực để đỡ lấy đòn tấn công này. Sau đó, Doc Ock đã nhận ra và nói: người không phải là Peter Parker. Từ những chi tiết này có thể thấy, Peter đã lên đồ ngay khi cảm nhận có sự rung chuyển của cây cầu. Và khi Dr. Octopus đến, ông chỉ nhìn thấy Spider-Man nên đã nhận nhầm người và chào chính Peter Parker Tom Holland. Thế nhưng sau khi phát hiện ra mình đã nhầm, thì Peter đã giải thích cho ông chuyện gì đã xảy ra, rồi cả hai bên tạm thời giảng hòa để tìm cách giải quyết chuyện này. Ngay sau đó thì Green Goblin xuất hiện. Có vẻ như thời điểm mà hắn lạc tới đây là khi hắn đang tấn công một mục tiêu nào đó trong vũ trụ của mình, nên mới tiện tay ném thêm vài quả bom bí ngô lên cầu. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy hai đối thủ này quá đáng gờm, nên đã nghe Peter và Dr. Octopus giải thích tình hình và cũng tạm thời đình chiến. Mình cần phải lưu ý là các vị khách có thể bị dẫn sang dòng thời gian này từ bất cứ thời điểm nào trong vũ trụ của họ, chứ không phải là nhất định từ cuối chuỗi sự kiện trong Spider-Man 3 2007 hay Amazing Spider-Man 2 2014. Chính vì thế nên Green Goblin vẫn còn sống và Dr. Octopus vẫn còn là một ác nhân căm ghét Spider-Man. Sau đó chúng ta lại gặp hai cảnh không liên quan được Marvel ghép vào nhau. Đó là Dr. Octopus đang bị giam trong ngục tại Sanctum Sanctorum, còn ba người Peter, MJ và Ned đang ở trong một căn nhà bí mật, chính là nơi mà Green Goblin đang ẩn nấp. Theo như thông tin rò rỉ kịch bản mà mình đã nói ở video trước, thì Green Goblin đã bí mật liên hệ với Peter sau khi biết tiến sĩ Bạch Tuộc đã bị Dr. Strange bắt lại. Hắn không muốn trở về vì tất cả đều sẽ bị giết bởi Spider-Man của vũ trụ đó. Chúng ta đều biết bản chất của Green Goblin này là vô cùng trí trá, nên việc hắn liên hệ với Peter hoàn toàn là chỉ muốn lợi dụng cậu, chứ không hề có ý gì tốt đẹp cả. Chính vì thế nên cảnh mà ba người đang cười chính là vì cái tên Norman Osborn của hắn, chứ không phải là đang cười tiến sĩ Bạch Tuộc. Còn cảnh Dr. Octopus nói tên mình ra là đang giới thiệu với Dr. Strange khi đang bị giam trong hầm của Sanctum Sanctorum. Tiếp theo, chúng ta được thấy Peter trong bộ đồ màu đen vàng mới đã truy đuổi và sử dụng phép thuật để khống chế được Electro. Trong trailer 1,
Chúng ta đã được biết rằng Sandman cũng có mặt ở đây. Nhưng bây giờ chúng ta mới rõ, Sandman không hề bảo vệ Spider-Man, mà hắn đang cứu Electro khỏi việc bị bắt bởi thứ phép thuật trên bộ đồ của Peter. Và việc Green Goblin cũng có mặt ở đây, cho thấy là chính hắn đã phản bội Peter và gọi Sandman đến. Sau đó là cảnh ba người đến nói chuyện với Doctor Strange. Hãy nhìn trang phục của họ giống hệt như khi gặp Green Goblin. Vì vậy, rất có thể cả ba đã nhận lời giúp đỡ hắn và đến đây thuyết phục Strange bằng một kế hoạch nào đó. Tiếp theo là sự xuất hiện của cả Electro và Sandman trên đường phố New York. Các hãng tin cũng có mặt ở hiện trường. Chúng ta có xe của tờ báo Daily Bugle và cả Jonas Jameson, chủ của tờ báo cũng xuất hiện. Sau đó, chúng ta được thấy rõ hơn nơi mà Electro và Sandman đang tấn công, chính là một khu dân cư rất đông đúc. Về sau chúng ta được thấy, Peter chụp hụt một quả bom bí ngô trong sảnh của tòa nhà này, và khu vực bên ngoài cũng có các vụ nổ với ngọn lửa màu xanh lá. Thêm vào đó là cảnh Dì May đang chạy ở cùng vị trí mà Spider-Man đứng, và Dr. Octopus bị sét đánh từ trên cao tòa nhà rơi xuống. Và đây là phần quan trọng, các bạn vẫn nhớ cảnh đầu tiên của trailer, khi Peter mặc bộ đồ vải màu đỏ, ngồi thẫn thờ với khuôn mặt bầm dập. Thế nhưng khi so sánh các vết thương trên mặt cậu với cảnh sau trận chiến cuối cùng thì có thể thấy những sự khác biệt rõ ràng. Chính vì thế, đây là cảnh sau trận chiến trong khu dân cư. Và việc Dr. Octopus có mặt ở đây nghĩa là ba người bạn đã thuyết phục được Dr. Strange tạm thời thả ông ra để giúp họ chống lại Electro và Sandman. Nhưng từ đó, chúng ta cũng không thấy sự có mặt của ông nữa. Từ tất cả những chi tiết này cho thấy, Dr. Octopus khả năng cao đã bị Electro và Sandman giết chết trong trận chiến, còn Green Goblin đã giết chết Dì May ngay trước mặt cậu. Chính vì thế mà Peter sau đó mới tỏ ra đau khổ đến như vậy. Về sau, chúng ta cũng được thấy cục kiểm soát thiệt hại DODC cũng có mặt và vẻ mặt hốt hoảng rồi chuyển sang đau buồn của Happy. Ngoài ra, bộ đồ đỏ vàng mới của Peter xuất hiện ở trận chiến trong khu chung cư cho thấy đây là sự kiện xảy ra sau khi cậu truy đuổi Electro trở về và chúng đã tìm đến đây để trả thù. Bộ đồ này có khá nhiều phần màu đen giống như cao su cách điện nên có lẽ Peter đã tạo ra nó sau khi trở về từ chuyến đi dựa trên những kinh nghiệm sau khi đối đầu với Electro. Tiếp theo, chúng ta được thấy cảnh Peter đã lấy cắp chiếc hộp của Dr. Strange và cuộc giật đuổi diễn ra như thế nào. Sau đó là cảnh Dr. Octopus biến hình khi hút được nano của Peter và hình ảnh Electro khi chuyển về dạng hình người với tạo hình rất giống nguyên tắc trong truyện tranh. Rồi cả sự xuất hiện của một phiên bản Green Goblin khác khá giống với Harry Osborn trong Spider-Man 3 2007. Phần sau của trailer hầu như nói về diễn biến của trận chiến cuối cùng nhưng với trật tự rất lộn xộn nên mình sẽ sắp xếp lại các sự kiện như sau. Thời điểm diễn ra trận chiến này chính là vào những giờ phút cuối cùng của thời hạn một tuần mà Peter đã nói lúc đầu. Và bằng một cách nào đó, họ tìm cách thu hút các ác nhân tới khu vực tượng nữ thần tự do để tránh gây ảnh hưởng tới người dân New York. Thế nhưng vì thời gian đã gần hết, nên Dr. Strange đã phải làm phép ngay và quyết định sẽ phải giết các ác nhân ngay tại đây hoặc nhốt tất cả lại vĩnh viễn thay vì trục xuất chúng về vũ trụ của mình. Chính vì thế nên Peter phải một mình cầm chân cả ba trong khi Dr. Strange thực hiện cho xong câu thần chú. Vì quá vội vã nên một lần nữa phép thuật của Strange lại hỏng bét. Nhưng thay vì ba vòng tròn cuộn lại với nhau như lần đầu tiên thì chúng lại nở to ra vô hạn. Nếu quan sát thật kỹ thì lúc này khiên của Captain America và dàn giáo xung quanh tượng nữ thần tự do vẫn còn nguyên, nên thời điểm Dr. Strange làm phép chính là ở đầu cuộc chiến hoặc là trước khi các ác nhân có mặt ở đây. Chính lúc này, các cánh cổng tới vũ trụ khác đã bị mở ra và giữ nguyên trạng thái đó chứ không bị đóng lại như lần làm phép đầu tiên. Sau đó thì trận chiến giữa Spider-Man, Sandman, Electro và Green Goblin mới thực sự diễn ra, trong khi Dr. Strange có thể đang cần nghỉ ngơi hoặc đang cố gắng làm phép để cứu vãn tình thế. Vì sau tất cả, chúng ta vẫn thấy quần áo của Dr. Strange vẫn còn nguyên vẹn và mặt anh không hề có vết thương nào cả, chứng tỏ Strange đã hầu như đứng ngoài toàn bộ cuộc chiến cuối cùng này. Và vì thế, do quân số quá chênh lệch nên Peter đã bị áp đảo, rồi Ned và MJ bị rơi khỏi giàn giáo. Peter cố gắng nhưng không thể bắt được tay của cô. Chính lúc này thì Andrew Garfield bất ngờ xuất hiện và đỡ lấy MJ. Anh cùng Tobey Maguire đã đi theo các cánh cổng vừa được Dr. Strange tạo ra, tìm đến đây để giúp Peter chống lại đám ác nhân. Tiếp sau đó thì Harry Osborn cũng xuất hiện và tấn công Green Goblin. The Lizard cũng có mặt và gia nhập phe phản diện. Tiếp theo, ít nhất sẽ là trận chiến 4-4 sẽ diễn ra, chứ không chỉ là 3-3. Venom khả năng cao cũng sẽ có mặt, nhưng mình không có căn cứ để chỉ được thời điểm anh ấy sẽ xuất hiện. Cuối cùng, chúng ta thấy khu vực xung quanh tượng nữ thần tự do đã tan hoang và các vệt màu tím giống như khi làm phép lần đầu tiên xuất hiện ngày càng nhiều trên bầu trời, cho thấy sau khi trận chiến kết thúc thì các cánh cổng dẫn tới vô số vũ trụ khác đã liên tục mở ra, dẫn trực tiếp đến sự kiện Multiverse of Madness sẽ ra mắt chỉ sau No Way Home vài tháng. Còn câu nói ở cuối trailer, họ bắt đầu xuyên qua và ta không thể ngăn được họ. Nếu để ý bộ đồ của Dr. Strange khi nói câu đó, thì đây chính là anh sau lần làm phép thứ hai, chứ không phải là sau trận chiến cuối cùng như mọi người lầm tưởng. Và đó là toàn bộ phân tích của mình về trailer thứ hai của Spider-Man No Way Home. Bạn có suy nghĩ gì về nó? Hãy chia sẻ trong phần bình luận nhé! Đừng quên like, subscribe và bật chuông thông báo để đón xem những giao án mới nhất.
Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!